Vy chào cả nhà. Thì hôm nay hiện tại là gần 6 giờ chiều cả nhà. Vy đang chờ mẹ và bé Nan đi chợ về. Vy mới làm bánh cho mẹ xong á. Thì hôm nay Vy định làm một thử thách nha cả nhà. Vy muốn ngủ qua đêm ở dưới bếp á. Thì Vy sẽ cố gắng thuyết phục bé Nan ngủ chung với Vy. Còn nếu không được thì Vy sẽ ngủ một mình. Chào cả nhà nha. Vy mới ăn tối với mẹ xong rồi cả nhà. Mẹ ơi. Đây cả nhà. Tối nay Vy sẽ trải nghiệm một đêm ngủ ở chỗ này nha cả nhà. Vy sẽ ngủ ở đây. Đó. Vy sẽ ngủ ở đây. Vy sẽ để điện thoại quay từ tối đến sáng nha cả nhà. Nam. Ngủ với anh không? Không. Sợ chuột có nhiều chuột. Rồi chuột. Tối rồi á chuột à. Cắn cái đầu à. Mày mẹ gì có chuột nhiều. Có chuột hả mẹ? Mi ngủ đó. Mi ngủ hả? Mi ngủ. Mi gì? Mi ngủ. Mấy kilo. Thử thách lần này là Nan với mẹ không tham gia nha. Cả nhà. Là Vy sẽ tự trải nghiệm một mình. Nan sợ chuột. Ok. Nan. Thôi ngủ đi với anh đi. Ngủ đi anh bảo vệ em. Anh protect em. Sợ hả? Bây giờ em dơ em sạch. Bây giờ em dơ em sạch. Sạch dơ. Nhanh lắm. Sạch thì nó dơ. Dơ thì tắm nó sạch. Ngủ mai tắm. Ok mấy. Ngủ nha nha. Ngủ ở đây nè. Nắm đây nè. Mình nắm đây nè anh ngủ. Trời ơi. Tào lao. Gì tào lao? Tào lao nó nhiều. Nhiều rác. Nhiều tán. Người ta ngủ ngoài đường đó làm sao? Người ta ngủ ngoài đường đó có chết không? Không. Sạch à. Ngoài đường mà sạch. Hỏi em ngủ anh ngủ một mình. Em ngủ ở trong phòng đi. Ngủ của ma đó. Nói em biết. Ừ. Cái này đúng không? Giờ ngủ chung với anh không? Không. Anh nói một lần nữa ngủ chung với anh không? Không. Em chắc chắn không? Mày đi, đi ngủ. Giờ anh này anh đi ngủ nha. Em đang muốn tắm, muốn ngủ rồi. Cho anh cái nó đi. Kìa. Cái gì vậy? Cái này. Rồi bye bye em. Cái gói này gói cổ. Có cái mền. Cái gói. Cái miếng yoga của mẹ Vy mượn Vy lót cho đây cho nó sạch. Nè. Đó. Rồi. Hiện tại Vy mới có 8 rưỡi thôi cả nhà ơi. Thì đồ đạc Vy chuẩn bị xong đây xong xuôi hết trơn rồi. Vy chỉ còn thiếu cái quạt thôi nha cả nhà. Lấy cái quạt. Vy năn nỉ hết hết lời mà bé Nan không có ngủ chung với Vy nha cả nhà. Thì nói chung là không ngủ chung thì Vy cũng đâu không sợ. Vy ngủ một mình vô tư. Đây quạt đây rồi. Em điện vô tư gì đâu. Ba quỷ này hiện tại là nó hơi nóng nha cả nhà. Không phải hơi nóng nữa mà rất nóng nha cả nhà. Ok xong xuôi. Ok cả nhà, thì Vy setup xong rồi nha. Cái điện thoại này Vy sẽ dùng Vy bấm giờ nha cả nhà. Là sẽ bắt đầu thử thách của Vy từ đây đến sáng mai là bao nhiêu tiếng nha cả nhà. Coi là tối nay là Vy có ngủ được ở đây không nha. Coi là nếu mà buổi tối này em có bị gì mà gián đoạn á thì Vy sẽ thức dậy Vy nói cho cả nhà nghe nha. Còn bây giờ là Vy sẽ bấm giờ luôn. Giờ là 9 giờ nè. Hiện tại là 9 giờ nha cả nhà. Cho cả nhà xem. Đây. Đây.
Hiện tại là còn 1 phút nữa là 9 giờ nha cả nhà. Di là tầm đâu 10 11 12 giờ Di mới ngủ. Thì để có gì Di tắt máy, giờ tới khi nào Di đi ngủ Di bấm máy Di quay cho cả nhà xem nha. Là Di sẽ chỉnh chế độ là cho nhanh á, time lapse á, là cho thời gian nó rút ngắn lại, là cả nhà sẽ coi được nguyên giai đoạn là Di ngủ ra đến sáng luôn, là coi có cái gì để xảy ra không? Còn nếu mà có gì xảy ra thì Di sẽ là Di bấm dừng, rồi sau đó Di sẽ quay cho cả nhà xem. Hy vọng là tối không có gì xảy ra. Nếu cả nhà mà có thích video kiểu như vậy của Di á, thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Di, để video tiếp theo là Di có thêm động lực để Di làm những video thử thách hấp dẫn hơn nữa nha cả nhà. Cái gì nó phải có động lực mới được, chứ làm không có động lực làm không được. Yêu anh gì nè, bye bye, good luck nghe không? Ừ. Ok cả nhà. Di đợi cái điện thoại này Di sẽ chưng dụng nha cả nhà. Di sẽ dùng cái điện thoại này để Di đỡ buồn á, khi nào mà Di ngủ á cả nhà. Để Di sẽ bấm giờ nha cả nhà, Di bấm cho nó chạy. Di nếu thấy chuột là cho mọi người xem nha. Bây giờ Di đọc lại nè, khi mà Di đi ngủ thì Di sẽ bắt đầu bấm cho nó chạy nha cả nhà. Ok nha. Giờ bây giờ là Di sẽ trưng dụng điện thoại này nha, để Di Di làm, Di Di chơi này kia, chơi kia, xem này xem kia nha. Rồi, bye bye em. Bye bye. Ngủ ngon, bye bye. Tắt điện mấy. What? Nếu không tắt điện, không thấy chuột mà. Tắt điện đi. Tắt điện đi được rồi. Được. How? Anh mở lát lên. Chào cả nhà. Bây giờ là 10 giờ 42 nha cả nhà. Giờ 10 giờ 42 phút nè. Giờ không biết làm gì chứ. Để gọi điện thoại phá mấy nè. Hello. Ngủ chưa? Ngủ rồi anh. Rồi tao đợi mở đèn. Ngủ được không? Để tao ngủ không có đèn cả, đi hỏi với em em. Anh bây giờ anh chưa có ngủ. Thường thường là gần 12 giờ anh mới ngủ. Em chuột của em, chuột á. Đùng 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 đùng. Đừng có lấy kẻ đi, phút thôi. Đùng đùng. Nghe không? Hồi nãy mẹ xuống mẹ hỏi anh ngủ được không? Anh nói được không sao. Mẹ hỏi anh nóng không? Anh nói không có nóng. Mẹ đi xuống rồi hả? Lúc trước. Mẹ hỏi anh nóng không? Anh nói không có nóng. Thôi thôi đi ngủ nha. Thôi ngủ đi, bây giờ còn 9 phút nữa là 11 giờ đi ngủ đi. Thôi cái nhà Di đi ngủ nha. Đó, gần 11 giờ Di ngủ sớm. Di sẽ quay ha. Di quá. Di Di quá là như thế nào cho giờ nói anh yêu nha. Đứa lầu 1, đứa thằng trệt, đứa lầu 3 á, nhớ nhiều quá. Thôi đó. Vậy thôi tắt đèn đi ngủ á. Thôi bé đi bé. Tắt đèn đi ngủ. Bé chốt à. Chuột à, chuột ở đâu? Chuột à. Chuột trốn hết trơn rồi. Tắt đèn. Chuột. Tắt đèn đi ngủ. Bây giờ Di sẽ để chế độ time lapse nha cả nhà. Xin chào buổi tối, tối nhiều rồi nha, 7 giờ là em đang là
chuẩn bị tắm xong rồi nè các bạn. Bây giờ là tối nhiều quá, em này là muốn đi xuống ngủ chung với anh Di ở kitchen luôn nè các bạn. Là lúc trước em này nói với anh Di là em này bỏ luôn, em này không muốn ngủ chung với anh Di nè ha. Tào lao quá à, ngủ với chuột. Một, hai, ba. Cái này là em đang chuẩn bị cho đi ngủ với ngủ chung với anh Như nha các bạn. Có một yoga mat, một pillow, một cái này pillow dài dài nha các bạn. Ừ, trời. Dạ. Em ngủ với anh hả? Ừ. Thiệt hả? Ừ. Nghe không? Em nghe chuột rồi à. Nghe không? Em ngủ đây đi. Em không có chuột nè. Cả nhà ơi, bé nàng xuống ngủ với gì cả nhà ơi. Ủa đó còn nạ hả? Ôi, quả nạ không? Giả thương quá ta. Ôi. Rồi anh lóc cho em nha. Nha, nha, nha. Chào cả nhà nha. Chiến gì đây? Vì là có thêm một thành viên mới tham gia vô thử thách của Duy nha cả nhà, là bé Nam đang nằm chằn chọc bây giờ không ngủ được. Anh đang ở thăm lab rồi. Anh em xuống anh vô con gì không sợ lắm em chưa đó. Em nằm đây đi, ở đây có gì ở đây. Ừ. ở đây ừ. Không có được. Ừ, anh nằm đây đi. Gói đâu? Em đang ngon có cái này. Cái này khá khó. Ờ, cái này mình đặt chung, đặt chung. Cái khá khó. Thấy được không? Dạ. Nè, chột á. Em đang thấy chột á. Thành đi, chột. Để đi. Rồi nằm đi. Em nghe nước trời ra uống một cú mùa rồi. Ừ. Rồi bên Nam đã mặt nạ nha cả nhà. Rồi ngủ ngon nha. Đây để đi anh bấm thăm lát lại nha cho cả nhà xem. Ủa. Phải vậy chứ phải đồng cam cộng khổ chứ. Em để mình mùng mình ăn khổ quà như vậy được. Ngày ngủ đi. Ôi, nhức đầu, em đi. Ok cả nhà, bây giờ Di có thêm bạn đồng hành này nha cả nhà. Massage. Gì massage nữa, tối không ngủ cái massage trời. Sao em đi ngồi quen tiếp chứ? Ờ, cái gì? Không, phải ai massage phải. Dành massage cho em nha. Ngày ngủ đây đúng không? Đúng rồi. Thỉnh thỉnh anh đi massage cho em đang ngủ. Vậy là em xuống đây ngủ với anh là do muốn massage đó hả? Đúng. Chứ không phải nha. Không phải với anh gì. Với ừ. Sao cái gì anh gì? Thôi vậy đơn giản đi. Anh tổn thương quá. Anh gì tiếp rồi à? 11 giờ đó. Thỉnh thỉnh anh đi ngủ 12 giờ. Lỗi gì xuống đây massage dễ kỹ cho anh. Miêu nghe. Không bao giờ mà đi thử thách mà đi chung với bồ. Đừng nên làm thử thách với bồ nha cả nhà. Hôm kia đang ngủ. Ngồi chưa? Để chưa? Thôi tay của chuột. Thôi tay của chuột à? Không nghe mùi gì đâu. Thank you.
Em sao mà càng ngày em gần anh vậy em? Em xích xích xác lại được không? Xích lại nè, anh không có chỗ nào. Tay to đi, tay to. Thôi ở nhà nha. À, tối quay á, điện thoại gì cái điện thoại quay á thì chị sợ nó nóng quá cho nên là chị sạc đủ 100% pin, cái chị để ra đây chị quay thì quay được 4 tiếng mấy á, nó bị hết pin. Cái đồng hồ điện thoại bấm giờ nó cũng bị hết pin luôn rồi. Chị mới khởi động lại nó pin nó mới tắt nguồn. Hiện tại là bây giờ là mấy giờ đây chị coi. Giờ là 6 giờ 17 phút sáng. Tại vì thứ nhất là nó lạ chỗ ở nhà, thứ hai là nóng quá trời, nó nực quá chịu không nổi, nó hầm cực kỳ luôn. Bên anh chịu không nổi, bên anh đi lên cái hồi đi xuống lại lần hai là... Chào cả nhà nha, thì chắc Di sẽ dừng video clip thử thách tại đây nha cả nhà. Thì chúng đã là hoàn thành xong cái thử thách của mình. Trải qua một đêm, ngủ qua đêm ở nhà bếp thì có bé Nan ngủ chung nha cả nhà. Nếu mà cả nhà thích cái nội dung này thì hãy like cho Di, chia sẻ video và đăng ký kênh của Di nha cả nhà, để cho Di có thêm động lực để Di thực hiện những clip thử thách khác nha cả nhà. Bây giờ thì Di chào cả nhà nha. Thì cho bé Nan ngủ chứ không có kêu bé Nan dậy chào cả nhà được. Thì Di đại diện bên anh chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem video của Di. Bye bye.